Thông tin từ trang Hollywood Reporter mới đây cho biết, các hãng phim Hollywood đã chuẩn bị một số kịch bản phim dựa trên thảm kịch mất tích bí ẩn nhất trong lịch sử hàng không của máy bay MH370. Mặc dù chưa lộ diện bất cứ kịch bản nào, song trang này cho biết các nhà sản xuất phim đang hoạt động tích cực phía sau hậu trường nhằm khai thác đề tài này. Theo GC Spin, nhà sản xuất phim Red Eye, phim về chủ đề hàng không nổi tiếng công chiếu vào năm 2005, ít nhất 50 dự án khác nhau lấy cảm hứng dựa trên câu chuyện vừa xảy ra đang được chuẩn bị. Nhà sản xuất Spin đánh giá vụ việc sẽ là khởi nguồn cho thành công của một phim bom tấn sắp tới. Tuy vậy, thách thức lớn nhất hiện nay đối với các nhà làm phim là chiến dịch tìm kiếm MH370 vẫn đang tiếp tục và sự việc chưa được làm rõ nguyên nhân. Điều này đồng nghĩa với việc người viết kịch bản sẽ phải chờ để tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến vụ việc. Hơn thế nữa, sự thiếu hụt nhân vật người Mỹ trên máy bay cũng sẽ là một bài toán khó đối với các nhà làm phim khi phải tìm kiếm diễn viên không phải sao Hollywood đảm nhiệm vai chính. Trước thông tin Hollywood đang đổ xô lên kế hoạch làm phim về thảm kịch máy bay mất tích MH370, Alex Heinemann, nhà sản xuất bộ phim Nonstop, siêu phẩm về đề tài khủng bố hàng không vừa ra mắt cách đây vài tuần cho biết, ông tự đặt mình ngoài đề tài này vì suy nghĩ đó là một thảm kịch có thật và không muốn khai thác vì cho rằng nó quá bình thường.